Xin chào mọi người. Bây giờ thì em đang chuẩn bị đóng lồng một con cái đàn đà bố Bowman Ipu 1 đi về cho anh Hưng ở Tuyên Quang. Siêu đẹp luôn. Khung gọng cao to, mặt này, mọi người nhìn mặt này. Lên tai ke nữa mấy nữa, con này lên tai quả là đẹp. Chân tay này, thần kinh siêu căng nhá. Video nhé, thần kinh thì em có gửi cho các anh rồi. Bây giờ thì đang chuẩn bị đi nên là em sẽ không test nữa. Mặt đen chuỗi luôn. Gầm đen, bốn chân đen. Con này mấy những nơi sinh sản thì là đẹp, mọi người nhìn cái dáng chó này. Mặt đen thật đấy. Đi về Tuyên Quang nhá. Chào lên. Con này giờ phải nặng 10-11 cân. Siêu to. Rồi ti mẩy luôn này. Úi dồi. Quả ti này sau này nuôi sinh sản siêu đẹp luôn rồi. Chân to. Thôi, đóng lồng thôi. Về nhà mới nhá. Con này là to quá. Về trên đấy các anh chăm tốt hơn. Hầu hết như là ở đây bọn em nuôi đàn, những cái con nào mà khung gọng nó to như thế này, về các anh tách riêng đàn ra ấy, nó ăn uống đầy đủ hơn nữa khoảng một tuần. Khi mà các anh gửi lại video cho em, hầu hết là em không nhận ra con chó luôn. Bởi vì cái chế độ cho ăn nó ăn uống đầy đủ hơn này, nó có chế độ vận động nghỉ ngơi nhiều hơn. Còn ở đây hầu hết là nó nuôi đàn này, nó tranh nhau ăn không đầy đủ này. Thứ hai là nó nghịch, nó chơi với nhau nhiều quá, nó ít ngủ ấy mọi người. Nên là tại bởi vì sao mà cứ về nhà mới tách đàn ra, con chó nó to, phát triển cực kỳ là nhanh luôn. Rồi bây giờ em chuẩn bị đang cho ra bến xe đi. Đây, chiều nay thì bọn em lại ghép đơn để đi mấy con vào cho khách ở miền Trung và miền Nam nữa ạ. Xin chào mọi người.